chắc chắn ông thần đèn này sẽ còn ăn thêm nhiều gạch đá cho mãi đến khi Aladdin ra rạp mới thôi. Điện ảnh là chất xúc tác kết nối con người vô cùng tốt và không có thứ gì khiến cộng đồng mạng đồng lòng hơn là cùng nhau ném đá một bộ phim hay nhân vật tệ hại. Lần này, nạn nhân chính là thần đèn Jenny do Will Smith thủ vai trong Aladdin. Aladdin và cây đèn thần với kỹ xảo kém không khác gì quảng cáo điện máy. Vốn phải là bản nâng cấp của phần phim năm 1992 nhưng Will Smith khiến người xem muốn trở về quá khứ cho xong. Thần đèn năm xưa, cố diễn viên Robin Williams có sống lại cũng không biết nói gì, đổi từ da xanh sang da tím thì nhìn không khác gì phiên bản lỗi của Thanos. Josh Brolin chọc quê sang cả anh chàng thám tử ca Ryan Gosling của Blade Runner 2049. Disney đàn áp khán giả đại chúng không khác gì nhân vật trong Bird Box của đài Netflix. Thần đèn với chiếc máy xóa ký ức của Will Smith trong loạt phim Men in Black sẽ giúp khán giả quên hết những gì vừa thấy. Thần đèn khiến người hâm mộ kinh hãi không khác gì Jack Torrance, Jack Nicholson trong phim kinh dị đình đám The Shining, cùng là phim làm lại mà sao The Lion King lại đẹp thế kia. Còn thần đèn thì kỹ xảo của Aladdin bị so với The Mummy Return từ tận năm 2001, phiên bản da xanh nào đẹp hơn tướng quân người Klingon trong loạt Star Trek, Yondu trong Guardian of the Galaxy, Tobias Fanke trong Arrested Development hay thần đèn nhà ta. Cạn lời, sự khác biệt giữa hàng mẫu trên mạng và hàng được giao tới nhà, nếu không nhanh chóng sửa lỗi trước khi phim ra rạp thì Aladdin nhiều khả năng sẽ là trái đắng của Disney trong năm nay. Phim dự kiến công chiếu ngày 24 tháng 5 năm 2019.